Hồi nãy là sáng con tới đó là mai mấy đứa làm ao 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 ao. Nãy giờ em không có bấm nút thâu, khùng ghê. Giờ em mới thâu. Vậy à, ném trước 5 món rồi. Vâng, ăn cái món ngày hôm qua hả? À, tôi vô về hả? Hiền đi đâu vậy Hiền? Hôm qua nấu chay ra nó làm biến. Anh có xem cái gì? Nó vào kẻ xưa. Đổ bánh bèo này. Ai mua hôm qua ăn. Đổ bánh bèo là sẽ có người tới ăn. Có ghế kìa anh Bình kìa. Dạ anh Bình ngồi đây. Thúy, tô để ăn. Dạ vâng, em biết chị đây nước sốt đây. Dạ. Thúy ăn được không Thúy? Nhà Trang ăn như đi nè. Con này còn nữa nè. Nè đây nè, một khay nữa nữa. Chưa hết đâu. Suốt ngày. Thì chị Ho có mấy trăm cái chén đó. Chén ba gia đình gom lại. Ăn phải ăn một cuốc. Ngon, à. Ngon lắm rồi. Dạ ngon lắm rồi. Ăn nhiều quá, ăn no quá, mất ngon rồi. Ăn cái loại cuốn lên trời. Thấy cái hồi bữa cái bữa tối gì em mua về ăn cái bữa đó ngon nhiều. Bắt đầu từ bên này nó mới qua bên đây sau. Bên trai bả nó bắt từ bắt trần trước này. Phải không? Phải mua đa nha ta không? Mua đa, có phải anh cái đó tiền anh học biết cái hòa bình Việt Nam, cái hòa bình không? Biết gì đâu, mình có nhiều á. Còn cái bạn gọi là mình đi tới về Việt Nam mới học ở qua cái đi trước mà. Xong rồi con trai bả nó học nghề, bả nó qua đây nó trốn, bả qua đây nó mở tiệm. Hôm nay là tên thẩm vấn chủ tiệm á. Còn mấy người tin nhắn ở đây là sao? Tại sao nó lấy cái bộ đá? Nó lấy bộ đá là bởi vì bộ đá ở Nha Trang là đông hoang quốc thuộc á. Dạ không, nhưng mà cái bà Hòa Bình Việt Nam bà tìm bộ đá ở Nha Trang. Đúng ra là nem nướng của mình là đúng không? Cái kẹo mà không nướng này. Bây giờ bà đã bỏ xong dây mà bà làm cho nó dễ. Em thấy là bà ăn đặc rồi, bà không có ngon như hồi ở Nha Trang nữa. Nam nước ngoài cũng ở trong cái đó ra đây hả? Nem Ninh Hòa nổi tiếng. Đừng lai lai á, lai 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 lợi gì đó không biết. Bánh trộn với cá. Với cá hả? Cá ngay cái gốc anh nhớ là gần cái rạp Minh Châu gì đó. Cái rạp Minh Châu. Minh Châu cái đường nhà thờ đó. Sau này nó tên là đường Lê Trọng Thành hay gì đó. Lê Thành Phương. Lê Thành Phương, Lê Thành Phương. Đường nhà thờ là nhà thờ Vinh Sơn. Cái trường dọc nó đó là đúng 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 rồi. Rồi hồi xưa có quán chè gì đó, quán chè Bà Liễu à. À gì đó cũng đó ngay cái đường. Quán chè Bà Liễu ngay phía trước nhà thờ. Chiều môn hồi đó em đi học ở trường đó. Leo hàng rào buổi chiều giờ nghỉ chưa leo hàng rào chạy ra đó cũng chạy. Cái trường nó cũng trong mỗi cửa. Y chang không chị? Nó làm cái chay mà nó làm không hiểu ta làm cái gì á. Chị Yến bị lạc vô dân Nha Trang ở đây rồi. Chị không biết cái gì hết rồi anh Tài. Love, if you want water, you should serve yourself, okay? Water. Okay, we go. I finish the video and we go to the box, okay? Ngon lắm. Thúy có muốn đi tàu không? Đi tàu vui lắm. Đi tàu gì? Mình tập thể dục đó. Nè phía sau ở ngoài sân nè. Sao giúp bà già vậy? Đi đạp. Không có đạp.
có bên đẹp ra nó vui chứ cái trẻ đẹp ra thấy rõ ràng á thấy cái tươi hẳn luôn thế à một ngày gặp bao nhiêu phải đẹp đúng không hả dạ không phải dây hơn xưa cho cháu ạ đi ra ngoài kia con tự lấy cái bình đây đây con chào lấy nha con chào lấy con kêu bác chàng dù gì em kêu với mấy đứa nhỏ bằng bác em kêu nó bằng bác em xưng bác với nó luôn gian bác rồi thì nói gì đó. Ok nhở ok đó để em đi hết cái nhà em finish cái video xong em dẫn nó đi thôi nào đi dẫn Hiền đi tàu được. Đi lái tàu được ok họ đi với họ tí đi hay đi lên về trường hả ok. Can you give me water later, cool? Yeah. No. Later. We will. I will take for you right now. You know, I actually want to finish this video. Okay. So I can. We'll send my camera. I'm supposed to record too.